Bãi biển Tuần Châu nằm bên vịnh Hạ Long, trước đây nổi tiếng với bãi cát trắng, nước trong xanh, là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng thứ mà chúng ta nhìn thấy bây giờ là rác, rác và rác. Bãi biển Tuần Châu sau cơn bão Yagi vẫn còn in đậm những vết tích của thiên tai. Mặc dù đã có nhiều lực lượng, tình nguyện viên chung tay dọn dẹp, nhưng đến nay rác vẫn còn nấp đầy ở một phần bãi biển. Với tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc, Chùa Ba Vàng khích lệ các Phật tử chung tay cùng tham gia làm sạch bãi biển Tuần Châu. Với sự kết nối của Thành đoàn Hạ Long, hoạt động này đã diễn ra vào Chủ nhật ngày 22 tháng 9 và nhận được sự hưởng ứng tích cực của hàng trăm Phật tử và thanh thiếu niên Phật tử. Thưa với tất cả mọi người, thì hiện tại thì ở bãi biển Tuần Châu, sau một cơn bão thì các cái bè mà nuôi bắt hải sản của ngư dân ấy, đã bị trôi giạt hết vào bờ và rất là tàn hoang ngổn ngang mọi người ạ. Và ngày hôm nay thì nhân dân, Phật tử, rất là nhiều người đến đây để dọn dẹp những cái đống hỗn độn này, xốp, bè các kiểu. Mọi người thì đang chặt những cái bè ở gần bờ, kéo vào để cho lên xe di chuyển đi. Đấy, và bây giờ thì chúng mình sẽ dọn những cái khu vực gần bờ trước. Hai ba. Động lực nào mà cô đi từ Hải Phòng sang đây để hỗ trợ cho cô? Vì chúng ta là những người con Phật mà chúng ta phải sống đến những chỗ cần hỗ trợ cho bà con nhân dân ở đây. Không, mình đi từ nhà, đi từ 2 giờ sáng. Là mấy tiếng chạy xe đến đây ạ? 4 tiếng. 4 tiếng. Một gia đình từ tận Hòa Bình. Thế là cái anh đến đây với tinh thần và cái mong muốn gì? Anh mong muốn là chỉ cùng các đạo hữu để dọn sạch cái này thôi, để chung tay dọn cùng với các giúp đỡ các bà con để cùng để khắc thôi. Mới đầu chị xuống chị thốt lên, chị bảo ơi, như này dọn đến bao giờ. Mới đầu nhìn khu này nó đang rất là nhiều cây ngổn ngang nhá, mà quay đi một lúc là thấy gọn gàng thì thấy là vui, là hoan hỉ. Mình lại có thêm cái năng lượng để mình làm. Bản thân em cũng là một người Phật tử nên là em biết là việc làm này là việc làm thiện, nên là em sẽ sẵn sàng tham gia. Mọi người cứ chung tay thì chắc chắn là khu vực này sẽ lại trở nên xinh đẹp lại như trước đây. Các đoàn bộ đội đến rồi, các nơi ta đến hỗ trợ cũng nhiều lắm, từ đầu tới kia mà. Đấy, dọn mãi bây giờ mới đến đây này, nhiều lắm. Công ty cũng cảm ơn nhờ các nơi, chứ còn không quân công ty không thì có nản 3 tháng nữa chưa xong rồi. Quá nhiệt tình luôn. Các bà là nhiều bà tất cả là, nhưng mà rất nhiệt tình, rất là cảm ơn. Wow, và sau một ngày làm việc tích cực thì các Phật tử đã dọn sạch được một phần của bãi biển Tuần Châu Hạ Long rồi. Và mình hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cùng nhau chung tay để góp phần làm xanh sạch cho môi trường biển nhé.